Gửi thầy Minh Thiền, thân chào thầy. Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Hoàng Trung, đang sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Và tôi không phải là một Phật tử, nên trong lá thư này có gì mạo phạm mong thầy bỏ qua cho. Thầy đọc xong rồi coi có gì mạo phạm hay không mới biết bỏ qua hay không bỏ qua. Trước hết, tôi xin cảm ơn Thầy về những bài giảng đậm chất thương yêu và hướng thiện. Bản thân tôi có nghiên cứu và học được khá nhiều điều thú vị từ bài giảng của Thầy. Tôi thấy Đạo Phật không xa rời cuộc sống thực tại, mà sao vợ tôi lại xa rời thực tại để tìm sự viễn vong, trong khi cô ấy là một Phật tử lâu năm của nhà Phật. Chúng tôi đến với nhau và có hai mụn con. Chúng đều trưởng thành nhờ sự dạy bảo của vợ chồng tôi. Cả hai chúng nó đều có công việc ổn định và kinh tế khá tốt trong hiện tại. 5 năm về trước trở đi, gia đình tôi hạnh phúc, ấm im tình vợ chồng, nặng nghĩa phu thê. Con Thảo hiền, đầy niềm vui hiếu đạo. Nhưng rồi 5 năm trở về đây, kể từ ngày vợ tôi quy y cửa Phật, thì cuộc sống của bà ta hoàn toàn khác, và rồi gia đình tôi cũng khác theo vì lối sống, cách nghĩ của bà ấy. Thứ nhất, không ngủ cùng chồng. Thứ hai, không dạy bảo con. Mâm cơm gia đình không có bà ấy, lễ dỗ tổ tiên nội ngoại đều không dự. Nói đến thì bà ấy bảo, tôi tu rồi để tôi yên. Suốt ngày cứ luôn mòm bảo đời là bể khổ. Tôi thấy chán đời. Thú thật với Thầy, tôi không nói xấu vợ, bởi những điều tôi nói là sự thật. Tôi đã từng chán ghét Đạo Phật vì tôi nghĩ Đạo Phật dạy cho người ta mụ mị hoang đường và làm tan nát hạnh phúc gia đình. Hai con của tôi tới nay vẫn chưa dám lập gia đình vì bà ấy cứ bảo con là nợ, vợ là oan gia. Riết rồi chúng nó không dám gần bà. Biết Thầy qua những bài giảng, tôi thấy Đạo Phật hay quá, mà sao vợ tôi thì thật là tệ. Mong Thầy chỉ cách giúp bà ấy trở lại bình thường. Xin cảm ơn Thầy. Mong đón chân Thầy tại thủ đô. Kính bút và biết ơn. Đây không phải là một người chồng phàn nàn, mà có nhiều và rất nhiều những người đàn ông có vợ đi chùa tu phàn nàn. Ý nghĩa cũng tương tự như vậy. Họ phàn nàn, họ chê bai, họ chán ghét Đạo Phật. Họ có lý do của họ, họ không phải sai. Vì họ thấy cách sống của người thân, của người thương, của vợ họ sống mụ mị hoang đường. Ở trong thư ta thấy có một gia đình đã ấm im hạnh phúc, vợ chồng nặng nghĩa phu thê với nhau, cùng nuôi dạy con trưởng thành. Nhưng rồi đến khi người vợ có duyên cùng với Đạo Phật, được quy y rồi, từ đó cuộc sống bắt đầu khác. Khác từ đâu? Có phải vì Đạo Phật dạy cho người ta phải chia lìa đôi lứa? Có phải Đạo Phật dạy cho người ta phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình không? Xin thưa Thầy Minh Thiền khẳng định là không. Đúng thì người Phật tử càng tu thì càng xây dựng được đời sống phát triển. Càng tu tập đúng thì càng xây dựng được đời sống hạnh phúc đúng. Càng tu tập thì càng xây dựng được tình làng nghĩa xóm nồng nàn. Càng tu tập thì càng có nhiều công ích cho cuộc sống, cho xã hội. Chứ không phải tu là bi quan, là yếm thế, là chán đời, làm cho gia đình tan nát. Tu là làm cho gia đình khổ đau. Tu là đóng cửa, quay lưng, trốn tránh cuộc đời. Không phải như vậy. Ta hiểu sai về Đạo Phật rồi. Đây là một cô Phật tử, và có nhiều cô Phật tử cũng tương tự cách sống, cách tu như thế này. Mình là người Phật tử không gần gũi chồng mình, tức là mình đang đem hạnh phúc của mình đặt trước bờ vực thẳm. Chồng không gần vợ thì chồng đi tìm người khác. Đó là lẽ tự nhiên.
Họ không thay lòng đổi dạ, nhưng chính bản thân chúng ta là người không đáp ứng được nhu cầu trong đời sống bình thường. Họ đi tìm người khác. Lỗi này là lỗi do chính chúng ta, chứ không phải lỗi do chồng chúng ta. Đức Phật dạy người Phật tử phải nhớ rằng mình được quyền có vợ, có chồng, mình được quyền giao thoa cảm xúc, nhưng phải chung thủy trọn vẹn với vợ, với chồng của mình. Chứ không hề dạy người Phật tử phải tách ly đời sống gia đình. Không hề dạy điều đó. Đức Phật chỉ dạy những người xuất gia mới là đoạn tận con đường của dục vọng. Người Phật tử vẫn một đời sống bình thường như bao người khác, nhưng để giữ hạnh phúc của gia đình phải trọn vẹn lòng thủy chung với người chung chăn gối với mình. Chứ không phải dạy mình phải tách biệt, phải xa cách. Vậy thì chúng ta đã hiểu sai. Đức Phật không dạy chúng ta chán đời. Đức Phật dạy chúng ta phải biết yêu đời, yêu đạo, yêu cuộc sống, yêu con người. Các vị coi trong tất cả những trang kinh Đức Phật dạy, Đức Phật có nói chúng ta hãy chán đời không? Vậy mà có nhiều người đi tu xong nói chán đời. Bản chất của họ, họ nghĩ rằng ta thấy được cuộc đời là khổ, và họ dừng lại ở điểm đó. Họ quên rằng đạo Phật dạy chúng ta cần phải soi sáng bản chất của đời. Cuộc đời nó vốn bình thường, khổ hay vui do lòng người cảm nhận, do lòng người đón nhận trong hoàn cảnh đó. Khổ hoặc vui do chúng ta, chứ cuộc đời không hề khổ. Minh Thiền khẳng định với các vị là cuộc đời không khổ. Các vị có thể nghĩ là ông thầy này nói sai. Cuộc đời nó vốn dĩ bình thường như nó diễn ra. Còn khổ hay vui là do chúng ta sống như thế nào để rồi cảm nhận về nó khổ hay vui, chứ đời không khổ. Như vậy mà có nhiều người đi tu rồi nói đời là khổ. Đức Phật thì dạy chúng ta phải tìm được nỗi khổ từ trong cảm xúc của mình. Nó có mặt ở đâu, để rồi chúng ta chiến thắng được nó, chúng ta đoạn tận gốc rễ của nó. Cho nên khi chưa tu á, là mình mong được chiến thắng người khác. Mình nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt lên tất cả người khác. Nhưng khi tu rồi mình mới biết rằng mạnh mẽ là không phải vượt trên người khác, mạnh mẽ là vượt lên chính hoàn cảnh, chính bản thân mình. Khi tu rồi mới biết rằng chiến thắng là phải tự chiến thắng được chính mình, chứ không phải là chiến thắng người khác. Vậy mà chúng ta tu rồi một chập cái tu sai đường, do hiểu chưa tường tận, do hiểu sai về đạo Phật. Đức Phật có dạy chúng ta hãy quán chiếu sự khổ có mặt trong chúng ta, chứ không phải là sự khổ có mặt trong cuộc đời. Nghe cho kỹ, sự khổ đang có mặt trong tâm thức của chúng ta từ đâu có, tìm về nguyên nhân của nó để đoạn tận, để cắt đứt. Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp để cắt đứt đau khổ, để chuyển hóa đau khổ. Chứ Đức Phật không nói cuộc đời là khổ. Không có một bài kinh nào mà Đức Phật nói cuộc đời là khổ. Mà Đức Phật chỉ nói thân phận của chúng sinh mang đầy nghiệp chướng, nhưng rồi do thiếu tu, thiếu công đức, thiếu phước báo cho nên không đủ trí tuệ. Vì vậy mà đón nhận nhiều đau khổ, đau khổ của bản thân. Thầy nói thí dụ, các vị cho rằng người khác đánh mình, cho rằng người khác chửi mình, cho rằng người khác ăn hiếp mình là mình khổ. Có hai người, một người cũng bị cái người A chửi, cũng bị người A đánh, cũng bị người A nói những lời sỉ nhục như vậy. Nhưng do không tu, chưa hiểu được đạo, người đó đau khổ, muốn tìm cách trả thù. Còn cũng một người bị người A chửi cũng như vậy, cũng bị đánh như vậy, cũng sỉ nhục như vậy, nhưng do biết tu, do được học Phật Pháp, họ mỉm cười với những điều người A làm, vì biết rằng mình đã từng làm khổ người A trong quá khứ. Bây giờ họ đến mình trả nợ cho họ, vui vẻ chấp nhận, như vậy thì không khổ. Vậy thì nói rằng chửi đánh là khổ, nhưng người đầu tiên không hiểu đạo mới khổ. Còn người đã hiểu quán chiếu được nhân duyên có khổ không? Không khổ. Vậy thì cái khổ hay vui do tự chúng ta cảm nhận về mọi thứ đang xảy ra, đang diễn đến với chúng ta. Có khi mình đến chùa bị ông thầy la một câu mình buồn, nhưng có người khác cũng bị thầy la một câu mà họ không buồn, họ vui thì sao?
Mình đến chùa mình bị thầy la, mình nghĩ rằng ông thầy ghét nên mình buồn. Mình đến chùa mình làm gì đó sai, bị thầy la, mình nghĩ rằng mình làm sai thầy nhắc nhở, thầy thương thầy mới la, như vậy thì vui, có buồn đâu. Vậy thì khổ hay vui nó lại phát xuất từ trong trong cách nghĩ, cách nhìn nhận của mình về sự việc đó như thế nào. Thì từ nay phải suy nghĩ tích cực ha, suy nghĩ tích cực hơn. Chẳng hạn thí dụ như vậy đi, buổi chiều đó trời mới vừa dứt cơn mưa, chúng ta mặc áo thật đẹp để chuẩn bị đi ăn đám cưới, mà chạy ra đường cái người chạy chiếc xe máy chạy ngang, dũng nước nó văng vô, nó lắm cái quần chúng ta. Chúng ta khổ không? Khổ chứ, chửi chứ, tức à. Thằng quỷ đó, mày con cái nhà ai, mày chạy xe coi chừng nữa. Trời mưa trời đánh mày chết đó con. Thí dụ là vậy. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng mày làm dơ đồ tao, mày làm tao không phải đi ăn tiệc được, thì chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu. Từ cách nghĩ đó dẫn đến đau khổ. Còn bây giờ mình nghĩ hên quá, nó chạy xe máy chứ nó chạy ô tô là ướt hết cả người rồi. Nghĩ vậy thì đâu có khổ, đúng không ạ? Hên quá nó mới ướt cái quần thôi, chứ nó ướt cái áo là phải về thay. Ướt cái quần thì đi ăn, ăn tiệc tiếp tục. Cuộc sống thì phải nghĩ theo hướng tích cực. Mình bước, mình mới ở trong nhà, mình bước ra ở trên cây có con chim nó làm cái bẹp dính cái áo. Bực không, nhìn lên chửi con chim, chửi nó có nghe được gì đâu. Rồi chúng ta bực bội, chúng ta kìa tìm đá, tìm dép, chúng ta ném nó. Chúng ta đang bị cơn giận làm chúng ta khổ. Lúc đó chúng ta nghĩ hên quá con chim nó bé tí, nên nó dơ con chút nữa, chứ nó bằng con trâu con bò thì mệt rồi. Chứ nếu chúng ta nghĩ vậy thì khỏe không? Quan trọng là cách nghĩ các vị ạ. À, cách nghĩ để đón nhận mọi thứ đến với chúng ta. Cũng một sự việc xảy ra, nhưng nếu chúng ta nghĩ tích cực, chúng ta không đau khổ, mà trái lại chúng ta có niềm vui. Còn như chúng ta không nghĩ tích cực, chúng ta tự tạo cho mình đau khổ. Trong cái lá thư này, người chồng trách móc đạo Phật, trách móc vợ của mình. Đó là câu trách móc đúng. Vì trong hoàn cảnh ông thấy rõ ràng vợ của ông đang hoang đường. Đang hoang đường. Phải chi mà từ ngày lấy bà ta về, bà ta đã hoang đường, bà ta đã sai lầm không nói. Mà trước đó bà ta sống rất tốt, sau này kể từ khi có duyên đi quy y sống sai, cho nên trách móc. Vì vậy là người Phật tử nữ hoặc Phật tử nam, nếu mình có duyên được quy y, có duyên để đi chùa, thì phải sống làm sao để thấy chồng mình, thấy vợ của mình phải có hạnh phúc, vì có một người chồng, có một người vợ là Phật tử thường thành. Vì chính bản thân họ nhìn vào mình, họ thấy tự hào, vì vợ tôi là người Phật tử sống xứng đáng, vợ tôi là người Phật tử sống tốt, vợ tôi là người hiểu được đạo, cho nên vợ tôi có đời sống tu tập rất là tốt. Phải làm cho người thương, người thân của mình tự hào về mình, chứ đừng làm cho người thân, người thương của mình phải đau khổ, bực bội, khó chịu về mình. Nếu ta là người Phật tử đi tu, mình là người vợ đi tu mà để cho chồng mình khó chịu về chuyện tu tập của mình, chúng ta tu chưa đúng, chúng ta tu sai. Chúng ta là người nam đi tu mà để vợ của mình cào nhào cửa nhưỡi về chuyện đi chùa đi tu của chúng ta là chúng ta tu chưa đúng, chúng ta tu sai. Ở đây điển hình cái cô này tu quá sai luôn. Tiệt tùng, mình là người tại gia thì không nên ứng dụng cái quy lực của người xuất gia. Chẳng hạn như bản thân của Minh Thiền, Minh Thiền không đi đám cưới, không đi đám giỗ, không đi tiệc tùng là đúng, vì mình là người xuất gia, đúng không ạ? Mình là người xuất gia mình không đi. Bần tăng chỉ ở nơi hang núi, tiệc tùng thành thị chớ nên đi. Còn mình là người tại gia, không phải là người xuất gia, còn sống chung trong đời sống xã hội, còn có nhiều mối tình cảm phải giữ, vì vậy tiệc tùng chòm xóm, bạn bè huynh đệ thân tộc mời là phải đi. Đó là trách nhiệm của mình chứ tại sao mình không đi. Mình là vợ mà dỗ ba mẹ chồng mình cũng không tới, chồng nó quýnh xịt máu mũi là đúng, không sai chút nào cả. Thiệt á. Đâu thừa, tôi tu rồi tôi không tới mấy chỗ đó. Ai dạy điều đó? Đức Phật không dạy, quý thầy không dạy, tự học ở đâu ra đó. Sẵn đây tôi cũng xin cam đoan với những người mà có vợ đi chùa, những người có chồng đi chùa là Đức Phật không hề cấm cái chuyện đến dự lễ tiệc tùng. Không hề.
Đức Phật cũng không có hề cấm một người Phật tử mà ăn chay là cấm đến chỗ tiệc tùng ăn mặn. Mình ăn chay là chuyện của mình biết ở nơi đó có đãi chay, mình đến mình dự vào bàn chay. Người ở chỗ đó không đãi chay mình cũng đến, người ta ăn là việc của người ta, mình uống nước ăn cái bánh về không được à? Được không? Được. Nhưng mà mình đi như vậy là để giữ được cái tình của người mời đối với mình. Mình không đi mai mốt nó cóc mời mình nữa đâu. Mai mốt mình mời nó không đi, nó không đi lại. Rồi từ từ con người chúng ta sở dĩ thân thương được với nhau là thường xuyên gặp gỡ nhau. Còn bây giờ xa cách lâu ngày, người thân cũng trở thành xa lạ. Phật tử nên hiểu cho nó đúng, đừng có hiểu sai. Phật tử mà hiểu đúng rồi á, sống trong gia đình có niềm vui. Một người Phật tử đi chùa là về phải có cái trách nhiệm thương yêu chồng nhiều hơn, chăm sóc chồng nhiều hơn, phải có trách nhiệm dạy bảo con cái, gần gũi con cái nhiều hơn để khuyên bảo nó, chứ không phải đi về rồi thì bỏ mặc mọi thứ. Người Phật tử chân chánh càng đi chùa, càng học Phật Pháp thì xây dựng gia đình càng ngày càng hạnh phúc, xây dựng đời sống của mình càng ngày càng tốt, chứ không phải làm cho mọi thứ nó tuột dốc, nó lao dốc, rồi nó tiêu tan. Cho nên mình rất cảm thông với ông chồng, khổ sở lắm chứ. Đừng có một cô Phật tử nữ nào mà chạy tới chùa than khóc: thầy ơi, chồng con ổng phụ tình con rồi, ổng không chung thủy. Hỏi ra tại sao không chung thủy? Dạ tại vì từ ngày con quy y chùa tới giờ con về, con nghe lời quý thầy, nghe lời Phật, con không có ngủ chung với ổng, cho nên ổng đi tìm người khác. Cái đó là đáng. Thầy nói cái đó là đáng, bỏ là đúng. Cái tội không học cho tường tận, không học cho tới nơi tới chốn. Có nhiều lắm à, mình thấy có nhiều lắm. Cái bà cụ đó, bà tới bà nói: thầy ơi, con cũng là Phật tử, con dâu của con nó cũng là Phật tử, mà nó tới nhà con lấy cái ly nước ra con mời nó cũng không uống. Nó nói cái ly tanh lắm. Nó nói là con ăn cá ăn thịt ở trong cái ly này cho nên nó không đụng tới. Rồi cái chén của con dọn lên ăn cơm nó cũng không thèm ăn, nó xách nó đi phải rửa lại nó mới ăn. Kỹ gì kỹ dữ vậy? Hả? Kỹ gì kỹ dữ vậy? Cái kỹ đó không nên kỹ quá ở bên ngoài. Kỹ quá ở bên ngoài không khéo nó trở thành dị biệt. Nó làm cho người khác khó chịu về mình, làm cho người khác ái nái về mình. Cái kỹ cần là kỹ ở trong tâm hồn nè. Tôi chỉ cho các vị cái cách để kỹ. Kỹ là lúc nào cũng soi sáng trong tâm hồn của mình. Khi tâm hồn của mình nó vừa khởi lên một ý niệm gì đó không tốt, nó vừa khởi lên cái gì đó không lành, nó khởi lên cái gì đó xấu xa là dẹp liền, cái đó mới gọi là kỹ. Nha. Không cần quá kỹ hình thức bên ngoài mà cần kỹ nội dung bên trong nè. Chứ kỹ ở bên ngoài cho cố vô mà trong này cả một bụng tham sân si còn đầy thì kỹ làm gì? Hả? Kỹ làm gì? Hơn nữa chúng ta kỹ là thế này. Người tu niệm Phật chúng ta, ở đây mình nói cái này không phải lấy lòng, nhưng trong cái nhìn của Minh Thiền thì không hề có người Phật tử của Phật giáo Việt Nam, cũng không hề có người Phật tử của Phật giáo Hòa Hảo. Tất cả chúng ta nếu đã tôn vinh Đức Phật là Thầy thì chúng ta chung một nhà, không có sai biệt. Sự tu tập nó không khác nhau về màu áo, nó không phải khác nhau về một cái giáo hội, nó không phải khác nhau về một đảng phái, nó không hề có ranh giới, thưa các vị. Nếu như còn ranh giới thì đó chính là ranh giới của phân biệt, ranh giới của sự dị biệt về hình thức. Tâm hồn có ranh giới không? Tâm hồn có ranh giới không? Không. Tâm hồn chúng ta đừng để nó có ranh giới. Nếu có ranh giới là chúng ta còn thấy có người thương kẻ ghét. Nếu có ranh giới là chúng ta còn thấy có người này là người thân, người kia là người không thân. Không nên để cái ranh giới đó. Vì tất cả chúng ta cùng chung cuộc sống này, cùng chung là con người, cùng chung nước mắt, cùng mặn, cùng chung máu, cùng đỏ. Tất cả ai cũng sợ sự khổ đau, tất cả ai cũng muốn được sống, thì cần gì phải ranh giới? Chúng ta chung một nhà. Cho nên với cái nhìn của mình không hề thấy có tôn giáo nào sai biệt. Nói thật đấy.
không hề thấy có tôn giáo sai biệt. Và thưa rằng mình có rất nhiều những người bạn, những người học trò đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, có nhiều lắm. Mỗi một lần lễ như vậy thì có độ tầm mười mấy hai mươi người đạo Thiên Chúa về chùa dự lễ, và họ rất là dễ thương. Họ làm tất bật luôn như một người Phật tử thường thành. Họ vẫn đến chùa, vẫn lễ Phật, họ làm mọi thứ. Nếu như chúng ta đem tôn giáo ra để so sánh, đem tôn giáo ra để làm rào cản, chúng ta mất đi cơ hội để tiếp xúc, mất đi cơ hội được gần gũi, được dạy bảo những người đó. Đúng không ạ? Vì vậy, ở đây Minh Thiền nói, chúng ta không có cần phải phân biệt, không cần phải phân biệt. Chúng ta kỹ nữa là phải giữ trong lòng mình làm sao đó luôn sống với những ý niệm thiện lành, và lúc nào cũng nhớ nghĩ về Đức Phật. Nhớ nghĩ về Đức Phật. Càng nghĩ nhiều về hơn thua sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Càng nghĩ nhiều về những mất mát, những hoài niệm của quá khứ thì càng làm ta bất an. Càng lo lắng, càng mơ mộng, càng tham vọng quá nhiều về tương lai sẽ làm chúng ta đau khổ. Vì vậy, càng nghĩ về những chuyện đời thì càng làm mình khổ. Chỉ nghĩ đến Phật sẽ làm mình an vui, hạnh phúc. Tin không? Các vị tin tôi nói không? Tin chứ. Người ta nói rằng khi chưa tu đó, nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ có tình yêu, có vật chất sẽ được người mến. Nhưng khi tu rồi mình mới biết rằng có cái tấm lòng lương thiện sẽ có nhiều trái tim đến bên mình. Như vậy thì cái chuyện ở đây á, người tu hay không tu không cần phải tham đắm quá nhiều vào đồng tiền, không cần tham đắm quá nhiều về vật chất. Quan trọng đó chính là cách sống, là tấm lòng lương thiện của chúng ta dành cho những người cùng sống chung, dành cho những người cùng tu tập chung, thì chúng ta sẽ đón nhận được nhiều trái tim nồng nàn thương yêu chúng ta. Xin cảm ơn Thầy trụ trì, cảm ơn nhân viên, cảm ơn tất cả các vị đã cho chúng tôi có một buổi về đây thưa chuyện, hầu chuyện với các vị tại chùa Long Sơn. Và hẹn một ngày nào đó, nếu đầy đủ nhân viên, chúng tôi nghĩ rằng Bình Dương với Kiên Giang không hề xa. Nếu nhận được lời mời, chúng tôi sẽ sẵn sàng về để thăm viếng các vị, để chia sẻ, để tâm tình cùng với các vị. Nhân đây chúc các vị thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và cũng thương gửi lời mời, nếu có một dịp tình cờ nào đó các vị đi về Sài Gòn, đi về Bình Dương, mời các vị ghé chùa chúng tôi ăn bữa cơm chay đạm bạc, uống ly trà rồi về. Xin chân thành cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe.